Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video câu chuyện ngày hôm nay của Tuyền Văn Hóa. Dù content phản cảm, gây sốc trên TikTok đã bị tẩy chay mạnh mẽ thời gian qua, song một vài những idol giới trẻ nổi lên theo cách này vẫn nhiều như nấm sau mưa. Ví dụ mới nhất là trường hợp của DN sinh năm 2003, một Việt Kiều đang sinh sống ở Mỹ. DN đang có hai kênh với hai nội dung xoay quanh chủ đề ăn uống, cuộc sống thường ngày. Trên kênh Nói Bằng Tiếng Anh có 1,6 triệu người theo dõi, DN cư xử hoàn toàn bình thường. Nhưng đến kênh Nói Bằng Tiếng Việt có 1,9 triệu người theo dõi, DN lại bắt đầu lựa chọn xây kênh theo cách nói tục chửi thề để câu tương tác lên xu hướng một cách khó hiểu. Thậm chí dù vào clip nghe DN chửi rất khó nghe, một vài người dùng mạng vẫn tung hô và gọi là idol. Cụ thể, mỗi khi bắt đầu các clip, DN thường chào mọi người bằng một câu chửi thề. Sau đó xuyên suốt clip là những câu cực kỳ khó nghe với tần suất dày đặc và rất phản cảm. Đụng má mọi người bé đây đi về đau lòng quá à. Đụng má mọi người bé đây đi về giết cousin. Cái đụng má bé đây đi về nấu đồ ăn nè. Đỉnh điểm trong một clip được đăng tải vào ngày 4 tháng 4, DN kể về món thịt kho do ba nấu và liên tục chửi thề. Clip chỉ dài vỏn vẹn 1 phút nhưng idol giới trẻ này đã có gần tới 10 lần chửi thề và tỏ thái độ quát nạt với ba, tranh cãi tay đôi rất phản cảm. Khi kể về mẹ, DN dùng những từ ngữ xúc phạm khiến người nghe phải nhíu mày. Thậm chí bà ngoại và chị gái của DN lần lượt được nhắc đến trong các clip theo cách nói cũng đầy phản cảm. Điều đáng nói là các clip tục tĩu này của DN lại được một bộ phận ủng hộ. Thậm chí có nhiều người dùng Việt đã lấy âm thanh của các clip tục tĩu này để nhắc lại như một trend vui để cười đùa. Chỉ trong vòng một tuần sau khi đăng tải, đoạn clip nhận về 22 triệu lượt xem, hơn 1,2 triệu lượt thích, 25.000 lượt bình luận, khen anh chàng này chửi, dễ thương. Thực trạng này đang cho thấy TikTok đang có ảnh hưởng xấu và tiêu cực đến giới trẻ ngày nay ra sao. Các bạn trẻ chỉ cần thấy video có nhiều lượt xem, nhiều tương tác lập tức gọi đó là idol. Còn các idol thì thấy thế càng sướng, càng tích cực đẻ thêm các thể loại content với độ bẩn gia tăng theo cấp số cộng. Tất nhiên, phần đông các bạn vẫn nhận thấy đây là một thể loại content đáng lên án. Rất nhiều người dùng cũng đã góp tiếng nói lên án những content xuồng xã, phản cảm kiểu này. Thậm chí họ còn nói đã chặn DN ngay từ giây đầu tiên khi anh này lên xu hướng. Có người kể lại tình huống con em trong nhà bắt chước DN nên đã phải thu điện thoại. Một số bình luận từ cư dân mạng tiêu biểu như sau. Bây giờ làm content chửi bậy, tục tĩu các thứ lại được các bạn trẻ ủng hộ là sao nhỉ? Bảo sao ngày càng xuất hiện nhiều content bẩn thế này? Nghe nhiều cái gì thì cái đó, lậm vần não thôi. Nghe chửi tục hoài thì cũng sẽ nói ra vài câu y như vậy. Hôm nọ lướt qua và nghe mọi người là mình chặn ngay từ giây đầu tiên. Không cần biết nội dung hay cũng không xem. Mấy hôm nay em tui cứ mọi người, anh hai là do đây này. Idol kiểu gì mà văng tục mấy đứa nhỏ nhà bắt chước nói theo luôn. Nóng máu quá nên tôi thu liền điện thoại rồi. Không hiểu 100 cái clip chửi thề như một thì có gì mà mọi người lại thích nhỉ? Mình block liền. Bạn này mình không thích cho lắm. Giết rồi chửi mắng cả gia đình, ngay cả ba mẹ mình luôn. Coi mà thấy xấu hổ dùm. Nhận thấy thời gian gần đây trên mạng xã hội TikTok ngày càng xuất hiện nhiều nội dung xấu độc, phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok vào tháng 5. Hoạt động này được Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của nền tảng mạng xã hội TikTok trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Trên TikTok, mỗi video có thời lượng ngắn, từ chục giây cho đến ít phút, và đương nhiên họ buộc phải truyền tải thông điệp một cách đáng chú ý nào đó để tiếp cận nhiều người. Chính việc ngắn nhưng phải ăn khách là cơ hội để nhiều video có nội dung lệch lạc phát triển. Đã có nhiều video làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội. Điển hình là vụ việc TikToker Noono, người chuyên làm nội dung review đồ ăn bằng những từ ngữ thô tục phản cảm. Trong chuỗi video có chủ đề người nghèo ăn gì, Noono cho ăn đó, nam TikToker này đã sử dụng những lời lẽ miệt thị, thái độ cợt nhả đối với những người yếu thế trong xã hội. Noono có loạt những câu phản cảm như: "Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn", "Nghèo mà còn chê đồ ăn", hay "Bớt nghèo lại đi nha, không ai giúp hoài đâu". Video này được lên xu hướng và đã từng thu hút hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt bình luận chỉ trong một ngày. Trước đó không lâu, TikTok từng hiện lên đoạn video quay cảnh 4 cô gái mặc áo hồng quần đen nhảy nhạc remix nơi ăn nghỉ của hơn 1.000 tăng ni ở chùa Bồ Đà. Sự việc trên đã gây xôn xao dư luận. Một tài khoản đã lên tiếng bức xúc cho rằng đây là nơi yên nghỉ của hơn 100 vị tăng ni từng tu tại chùa Bồ Đà, là một trong nơi cổ kính thiêng liêng nhất của miền Kinh Bắc. Vậy mà lại bị xâm phạm bởi 4 nữ nhân áo hồng nhảy nhót uốn éo trên nền nhạc remix, trông thật phản cảm. Hay ngày 22 tháng 7 năm 2022, một đoạn video ngắn cho thấy một cô gái thản nhiên leo lên băng truyền hành lý để quay TikTok. Video này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Nhiều cư dân mạng đã không hài lòng và chỉ trích cô gái. Tài khoản của cô gái này có hơn 50.000 người theo dõi trên TikTok. Giữa tháng 7 năm 2022, một cô gái trẻ khác thì đăng tải video nhảy múa trong khu vực sân đỗ máy bay trên TikTok. Vâng. Trong khi ghi hình thì máy bay gần đó đang di chuyển. Thậm chí cô này còn có hành động tiến thẳng về phía máy bay,
chỉ dừng lại trước khi chạm vạch đỏ giới hạn an toàn giữa các vị trí độ máy bay. Hành động này được cho là liều lĩnh vì có thể xảy ra tình huống bị hút vào động cơ máy bay. Hay giữa năm 2021, TikToker có tên DVP có đông đảo lượt theo dõi đã đăng tải video có nội dung đưa một cô gái về nhà nhưng hứa sẽ không làm gì cả. Sau đó cô gái trong video đã kêu la thất thanh. Nam TikToker này trong vai trò người anh đứng ngoài phòng tâm đắc, đúng là em trai của mình. Sau đó cư dân mạng đã phẫn nộ chỉ vì cho rằng video này cổ suý hành động cưỡng hiếp và quấy rối tình dục. Chưa hết, năm ngoái TikTok còn rộ lên trào lưu chú bé lót chắt cùng với một đoạn nhạc chế về bài thơ Lượm. Điều này đang gây ra rất nhiều phản ứng trái chiều cho cộng đồng mạng. Lượm là một trong những bài thơ rất hay, có ý nghĩa của Việt Nam, gây xúc động mạnh, được nhà thơ Tô Hữu sáng tác trong quãng thời gian thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Bài thơ khắc họa hình ảnh chú bé lót chắt đã anh dũng hy sinh trong những lần chuyển thư thượng khẩn. Tuy nhiên khi bị đưa lên nền tảng TikTok, bài thơ này đã bị chế lại bằng nhiều từ ngữ vô nghĩa và thậm chí có phần sáo rỗng, khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ. Chưa dừng lại ở đó, một bộ phận TikToker còn sử dụng đoạn nhạc chế để tạo ra các video với những hình ảnh hở hang, động tác khoe da thịt phản cảm. Đáng nói đoạn thơ chế chú bé lót chắt lại nhanh chóng trở thành một trào lưu trên nền tảng TikTok với rất nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục ngàn lượt thả tim. Điều này càng khiến cho không ít những cư dân mạng tỏ ra bức xúc. Hiện vẫn còn rất nhiều vụ việc tương tự. Nhưng sau lùm xùm, nhiều người thắc mắc tại sao những video chứa nội dung gây sốc và phản cảm vẫn xuất hiện nhàn nhàn trên nền tảng TikTok. Và sau những lần dấy lên làn sóng chỉ trích, một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới này vẫn không sạch hơn. Vẫn còn rất nhiều video có nội dung kỳ thị, xâm phạm trên TikTok. Phải chăng nhiều người vẫn ủng hộ những nội dung này trên TikTok nên chúng vẫn tồn tại? Chính vì vậy TikTok cần phải hành động trước, chứ đừng để dư luận phải lên tiếng mới xử lý. Nếu bộ phận kiểm duyệt không làm tốt trách nhiệm của mình để những video content bẩn gây hại cho cộng đồng, TikTok cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cách đây không lâu tại cuộc họp ở Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra vào ngày 6 tháng 4, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, để theo kịp thị hiếu của người dùng, TikTok đã sử dụng thuật toán phân phối nội dung tự động để tạo xu hướng nhằm phát tán những nội dung giật tít, câu view, bất chấp đó là nội dung độc hại, phản cảm, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ. Có những trend ở nước ngoài tạo thành xu hướng, khi lan vào Việt Nam, chúng tôi yêu cầu TikTok ngăn chặn, nhưng họ không thể nên đã trở thành trend tại Việt Nam. Trong số đó có những trào lưu nguy hiểm, ảnh hưởng tới tính mạng như trend đưa các em bé đút đầu vào ống cống, nhảy xuống đường, chạm đầu vào xe tải, khiến nhiều trẻ nhỏ ở Việt Nam học theo. Trong buổi họp, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra 6 sai phạm của TikTok và khẳng định sẽ mạnh tay triển khai đồng bộ các giải pháp về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật để yêu cầu TikTok nói riêng và các nền tảng xuyên biên giới nói chung phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, không thể để cho cả một thế hệ hư hỏng, lệch lạc đạo đức và tư duy như thế này được. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.